3 đối tượng đặc biệt lưu ý bổ sung đủ nước vì càng uống càng khỏe. Thứ nhất, người tập thể thao. Khi bạn luyện tập, các cơ hoạt động nhiều khiến cho mồ hôi cứ tiết ra liên tục làm cho cơ thể mất nước. Uống đủ nước chính là một trong những bước quan trọng để đảm bảo cơ bắp luôn được co giãn, đồng thời cân bằng nhiệt độ và hỗ trợ tình trạng chuột rút trong suốt quá trình tập luyện. Thứ hai, người đang sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nếu bạn đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng lười uống nước thì khó tránh khỏi việc làm giảm hiệu quả của sản phẩm. Vì nước là dung môi giúp hòa tan các sản phẩm bổ sung, đưa dinh dưỡng đi qua thành dạ dày và xuống tới ruột. Bên cạnh đó, thói quen uống đủ nước cũng giúp hỗ trợ khả năng vận chuyển oxy của máu và các chất dinh dưỡng. Từ đó, oxy và các dưỡng chất sẽ được đưa đến các cơ quan trong cơ thể, giúp tăng cường thể lực và duy trì sức khỏe dẻo dai. Và cuối cùng là phụ nữ mang thai và cho bé tí. Cơ thể cần nhiều nước hơn trong khi mang thai vì một số lý do, bao gồm sự trao đổi chất sẽ tăng lên do cần nước để vận động và lượng máu cao hơn đáng kể để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi phát triển. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cần cung cấp đủ nước để tạo ói và hỗ trợ vào quá trình tiết sữa cho bé tí. Bạn hãy nhớ rằng nước rất cần thiết cho hoạt động hàng ngày và duy trì tình trạng sức khỏe. Hãy luôn lắng nghe cơ thể, uống đủ nước, nạp đủ chất để duy trì sức khỏe tốt nhất. Cùng Đế Xe sống khỏe đẹp nào. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.